Vâng xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Tâm Fashion. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn khi mà các bạn vào cắt cái phần thân trước. Trước khi các bạn vào cắt cái phần thân trước của cái áo vest thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận biết cái áo vest niền sườn nó như thế nào. Nếu một cái thân áo vest bình thường ấy thì nó không có ni vai. Thì chúng ta cũng cắt theo kiểu không có ni vai Thì mai mốt chúng ta sẽ được học cái áo mà không có ni vai Ni vai này nó xuất phát từ cái ni sườn Thì hôm qua ở công thức trong cái Ở cách xoay ni sườn nên làm ni vai Thì mình đã nói ở trong cái phần thân sau rồi Cho nên các bạn coi lại cái phần uh, hướng dẫn cắt phần thân sau Nó sẽ có cái phần xoay ni Tích về cái phần uh, trên thân để cho các bạn dễ nhớ để cắt được một cái áo vest nếu các bạn không cần cái ni vai này thì các bạn sẽ cắt theo phong cách cổ điển ngày xưa tức là bỏ cái phần ni này đi không cần cái ni sườn chỉ cần những cái ni đi thẳng như thế này là các bạn cũng cắt ra một cái áo vest thì như hôm qua mình đã nói ở cái video thân sau ấy là khi các bạn cắt như vậy thì nó sẽ không được êm cái phần ngực này vì nó bị dư ấy cho nên là mình xoay chuyển cái phần um, ni sườn này để cho nó ra cái phần ni vai để chúng ta cắt cái phần à, dưới nâng dưới này cho nó êm nó dễ cắt thì chúng ta đã làm như thế ừ. chúng ta xoay xong thì chúng ta nhìn cái hình áo nó sẽ như thế này và cái phần trên này chính là phần cổ này các bạn có nhìn thấy phần cổ nằm ở trên này không và cái phần dưới này là phần áo viếc cơ bản thôi vậy thì để cắt được ấy, thì các bạn hình dung là khi mình hướng dẫn cho các bạn mình đã thay đổi tất cả những cái phần trên vai này theo cái phần rập mà đã bị xoay cái phần sườn nên đi vai rồi cho nên các bạn lưu ý cái cách mình xoay nhá muốn cắt được cái áo này bắt buộc các bạn phải xem từ video đầu tiên tới cái video tiếp theo đó và các bạn muốn xem thì cứ tìm đúng video dạy cắt thân sau và sang thân trước thì các bạn sẽ theo được tiếp đến các bạn sẽ nhìn với cái phần thân áo này cho mình để cắt một cái áo ấy thì các bạn nhìn nhá đây là một cái phần thân sau nói về thân sau trước này Thân sau khi mình hướng dẫn bao giờ mình cũng lấy cái phần đường thẳng này Từ đầu vai này vào đây là khoảng 1,5cm Sau đó mình kẻ thẳng vuông góc xuống dưới này Sau đó là mình sẽ tính cái phần thân sau thì các bạn đã được biết rồi Vậy đây là cái phần thân sau thì mình làm như thế Vậy còn tổng thể của cả một cái phần thân sau thì các bạn nhìn đây Nó có phải đây là một cái phần thân sau không? Và khi các bạn cắt cái đường này tách ra đương nhiên là tách ra sau đó các bạn vào cái đường này là bao nhiêu cm thì nó sẽ được tách ở cái đường này đó và mình sẽ đó và khi nó bị tách ra mình sẽ lấy cái màu này này mình sẽ kẻ ra bên này cho các bạn hình dung đó với cái đường kẻ màu đỏ này thì các bạn thấy rằng là có phải là khi chúng ta tách cái phần thân sau này rời ra thì đây chính là cái phần được nối liền với thân trước này. Tiếp đến kéo sang phần thân trước. Thì các bạn lại nhìn. Với cái phần thân trước này, đây là thành phẩm của một cái rập áo thân trước. Đó. Góc đi xuống dưới ngang kích. Thân sau mình lấy ngang kích nhưng thân trước mình không lấy bởi vì nếu mà lấy ngang kích thì nó sẽ nó sẽ không trượt tiêu được cái phần ni này như cái uh, mẫu tiếp theo mà mình hướng dẫn cho các bạn thì các bạn sẽ hiểu các bạn sẽ được học cách là khi các bạn đưa một cái uh, ni nằm ở cái đoạn này đây các bạn có thể đưa một cái ni nằm ở cái đoạn này cho mình và khi ni nằm ở đoạn này nó bị chĩa lên trên này đánh cong ấy thì nó sẽ còn một chút ở đây chính là một đoạn khi mà mình xoay cái ni ben này nắp cái ni viên này vào để khép lại nó sẽ dư ra một cm hơn một cm ở chỗ này và bắt buộc chúng ta phải tìm cách để bỏ cái ni đó đi thì nó sẽ khó hơn cho các bạn thì các bạn cũng được học theo cách mà các bạn làm một cái ni như thế và hôm nay mình muốn nói với các bạn rằng là khi các bạn đánh cái vòng nách như thế này thì để lấy một cái áo niền sườn chúng ta sẽ lấy từ cái điểm này ra đây cho mình khoảng 4 cm và điểm 4 cm này, này này các bạn kẻ vuông góc xuống dưới đó, khi các bạn kẻ vuông góc xuống dưới thì các bạn lại lấy cho mình một điểm đi vào đây. Đây là mình chưa khống cái điểm này cho các bạn, chỉ để cho các bạn nhận biết được là cái đoạn thân trước và thân sau nó sẽ giao nhau ở đâu. Thì khi mà cắt theo cái này thì cái ni ở đây này nó vẫn có. Có điều là cái ni này nó sẽ bị chặt bé lại. Đấy. Cái ni này để cái ni này vẫn có bình thường thì cái ni này nó chỉ có dài tới đây thôi Và nó được thu lên bên trên Còn từ cái đoạn này giờ xuống là không có Rồi nó sẽ bị thu sang bên này Và bây giờ các bạn sẽ nhìn này Từ cái đường này Đi sang đây Đi sang đây Nó sẽ là một cái mảnh nhỏ này Đó Và nó nối tiếp với lại cái phần bên thân sau này Nó sẽ ra một cái mảnh niền sườn Và thân sau sẽ không có cái ni nào cả cái ni này sẽ bỏ vì nó vì nó được chuyển sang bên này rồi tiếp đến cái phần bên này cái ni bên này giữ lại cái ni bên này có thì hai cái phần này ghép lại với nhau nó sẽ tạo ra một cái ni thì các bạn thấy này mình sẽ mình sẽ gấp thử cho các bạn xem nhé đây là phần sườn của thân sau đây là phần sườn của thân trước hai cái rập cơ bản và khi hai cái rập này mà nó được đưa gần tới nhau đây nhá mình sẽ kẻ vào đây mình sẽ kẻ một cái đường màu đỏ vào chỗ này đó và một cái đường màu đỏ vào cái sườn của cái sườn của thân trước và cái sườn của thân sau này sau đó mình sẽ gấp hai cái này vào gần nhau đó thì mình gấp sơ sơ như thế này thôi để cho các bạn nhìn này khi mà hai cái đường này bên đáy này dưới này vào vừa bằng khít rập bên thân trước và thân sau thì cái phần trên này nó sẽ cách nhau ra khoảng 2 cm thì cái đoạn đây này. Đấy, các bạn sẽ nhìn này, cái đoạn màu đen này. Đây mình ghép vào đây thì mình sẽ làm như thế này cho các bạn. Đó. Thì các bạn sẽ thấy các bạn sẽ thấy là cái đoạn mà mình vẽ vẽ đây này Đấy nó chính là cái đoạn ly mà chúng ta bắt buộc phải có Đấy Vậy khi cái ni này bắt buộc phải có Có phải là cái phần ni Hai cái rập chính của chúng ta mà đưa khép lại với nhau Đoạn ni này phải bỏ đi Thì tức là cái đoạn này nó sẽ được Nó được bỏ đi theo cái ý nào của mình nói Nhưng bỏ đi mình vẫn phải giữ lấy nó Bỏ đi tức là mình không gọt nó ở đây mà chúng ta sẽ lấy luôn cái rập này lại thành rập chính còn cái phần này chúng ta sẽ chuyển nó sang làm cái ni đây này đấy vậy là cái đoạn ni này với cái đoạn ni này đây từ cái phần ni này kẻ thẳng này từ cái đường từ đây ra đây, đây là bốn này kẻ thẳng xuống và chúng ta cho cái đoạn ni này vào là bao nhiêu thì cái đoạn ni bên này cũng là cái đoạn mà chúng ta đi vào đây này đó từ hai cái đoạn này Chúng ta phải khống được đoạn ni mà nó đang nằm ở chỗ này Thì xét cho cùng Thì các bạn chỉ cần biết là khi cái đoạn này ghép vào đây Từ đây đến đây là 4 Thì chúng ta phải làm sao khép hết cái phần ni này lại Thì là ổn Các bạn lưu ý Đấy là cách để cho các bạn nhận biết được Khi các bạn ghép cái phần à, uh, sườn này vào nó như thế nào thôi Chứ còn thực ra thì chúng ta có thể đưa cái đường này này cái đường rã này nhá, nó có thể đưa được bất cứ ở chỗ nào với thân sau. Ví dụ thay vì từ đây nên đến đây là 3,5, năm hoặc 4,5 hoặc 5 đều được hết. Thậm chí là nên tới cái đường này. Thậm chí là nên tới đường này. Thì các bạn có thể Đây, cả cái vòng của cái phần thân sau này, các bạn có thể đánh bất cứ cái đường nào đi xuống đây. Đó, bên này chúng ta có thể đánh từ đây. Đó. Và chúng ta cua những cái đường mà đi xuống như thế nào Thì khi chúng ta càng đưa cái đường này lên cao Đánh cong cái đường này vào bấy nhiêu Thì cái phần nâng thân sau của chúng ta nó sẽ bé lại Còn cái phần cúp này nó sẽ lớn lên Đấy là chuyện bình thường Và khi nó lớn lên rồi thì chúng ta sẽ tách cúp ở cái phần này ra Tức là ở đây là một thân, cái này là hai thân Bên này sẽ thành là 3 thân và sang bên này nó sẽ thành 4 thân đó nó sẽ ra ra áo nhiều thân cho nên là các bạn cứ yên tâm mình muốn vẽ kiểu gì thì cũng ra được cái phần áo vét của chúng ta các bạn đồng ý không nào vậy là các bạn sẽ vào cắt cái áo nó dễ dàng hơn cho các bạn chỉ cần hiểu được như thế là ok nhé chào tạm biệt tất cả các bạn